Thế những cái người mà người ta bệnh lèn thì làm nào? Những người đấy mới là những người sợ. Những người đấy mới là sợ bị dính á. Em người già thì thôi không sợ, nhưng như trẻ nhỏ em sợ. 6 năm tuổi. Bác chiều cũng được tiêm đấy. Tùy thuốc chị ạ. Không đau đâu, bạn ấy không đau đâu. Cần phải cho mặt gì không đấy không? Bị nóng hả? Chị nữa yên xong cho chị cái quạt với nhá. Cứ xong đi. Gãy kỹ kỹ cho bạn, nhưng bạn ấy ngứa. Ơi. Bọn mình nào bán hàng đi sang quần áo hay đi sang Trung Quốc lấy hàng ấy. Ừ. Nó yêu cầu phải tiêm vaccine của nó. Thế à? Ôi chị cũng có ngại vấn đề là vaccine Trung Quốc với Anh Mỹ đâu nhá. Ừ. Trung Quốc chị cũng tiêm. Trung Quốc nó thâm nên ra là người dân mình sợ. Thế à? Không biết là tới này mình cũng tiêm vaccine Trung Quốc à? Dạ, đâu chờ tiêm Trung Quốc ấy. Hạ Long tiêm của anh. Không chờ tiêm của Trung Quốc. Trung Quốc mọi người đang nói là đông chờ tiêm của Trung Quốc hết em ạ. Tiêm cái đấy của Trung Quốc nó không có tác dụng phụ đâu. Cái xong rồi phải lên. Nhưng khả năng kháng của nó hình như không cao à? Vâng, có 70%. Ôi nhưng mà trẻ thì không cần. Người bây giờ bảo thế chưa chết ca nào, xong lại còn chưa chết ca nào nữa chứ.
buốt đây nhỉ. Anh chưa tiêm mũi má à? Thế tiêm mũi má thì còn tiêm được vaccine không? Hỏi đi. Phải hỏi rõ người ta. Nhưng mà vì sao vaccine của Trung Quốc nó khả năng kháng của nó thấp hơn khả năng của Mỹ với Anh mà bọn lấy hàng nó lại bắt tiêm vaccine của Trung Quốc nhỉ? Đâu bên đấy nó vẫn phản ứng nhanh mà, thấy mọi người vẫn bảo là nó phản ứng nhanh, nó vẫn khoanh vùng chống dịch nếu phát hiện ra dịch ấy. Lúc bùng dịch đấy bên Trung Quốc đấy nó phân vùng, nó cho nó chưa có vaccine, nó cho là nhân dân ở đây chết hết, nó không cho đi ra ngoài, có tiền đi nói. Cúc vừa vàng vừa chặt. Nhà em ở Quảng Yên à? Nhà em ở trên Nam Khê Uông Bí. Trước này mới là làm ở mãi đâu Hà Long chứ nhỉ? Vâng, trước em làm ở dưới Hà Long. Đang trở về gần nhà làm. Bây giờ là chuyển sang hứa rồi Hoa nhỉ? Ngày xưa là Hoa kiểu nó còn viêm viêm nữa nên ra là chịu đau cũng kém. Mẹ cho nước trái nhé. Vâng. Thế thì chưa ai lấy được cho con đâu. Chưa ai lấy cho con được. Mọi người đều bận hết rồi.
chị phải tủi thân, đấy là sự thật, không vấn đề gì cả.